Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 30 tháng Chạp cho đến hết ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024, đơn vị đã đón tiếp hơn 56.000 lượt nhân dân, khách quốc tế vào lăng viếng Bác và tham quan khu vực. Cụ thể có 7.735 lượt người vào lăng viếng Bác, 48.907 lượt người tham quan khu vực. Tại khu di tích K9 đã đón tiếp 77 đoàn với 500 lượt người đến dâng hương tưởng niệm Hồ Chí Minh và tham quan khu di tích. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Ban Quản lý Lăng đã tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng và Cụm Di tích Lịch sử, Văn hóa Ba Đình, tổ chức đón tiếp chu đáo, tận tình, văn minh lịch sự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến dâng hương tưởng niệm Bác, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu vực.